Ruột già. Ruột thừa. Túi mật. Tuyến tụy. Ruột non. Gan. Dạ dày. Thực quản. Cổ họng. Miệng. Bộ phận của họng nằm sau miệng và khoang mũi tên là gì? Ruột thừa, thực quản, cổ họng, tuyến tụy. Phần cuối cùng của hệ tiêu hóa là cơ quan nào? Ruột già, ruột non, tuyến tụy, túi mật. Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và chất khoáng từ thức ăn diễn ra ở đâu? Ruột già, gan, dạ dày, ruột non. Cơ quan nào nằm ở vùng bụng dưới bên phải? Ruột thừa, thực quản, gan, túi mật. Mật được lưu trữ và cô đặc ở đâu trước khi được thải vào ruột non? Ruột thừa, cổ họng, tuyến tụy, túi mật. Cơ quan nào tiết ra enzyme tiêu hóa và axit dịch vị để hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn? Ruột già, dạ dày, ruột non, túi mật. Insulin được tiết ra từ đâu? Cổ họng, gan, tuyến tụy, túi mật. Phần đầu tiên của ống sinh vật nhận thức ăn và sản xuất nước bọt là gì? Miệng, thực quản, cổ họng, dạ dày. Cơ quan nào sản xuất mật cần thiết cho quá trình tiêu hóa? Gan, cổ họng, tuyến tụy, túi mật. Thức ăn từ yết hầu xuống dạ dày qua cơ quan nào? Ruột thừa, thực quản, cổ họng, túi mật. Bệnh do ký sinh trùng lây nhiễm qua đường tiêu hóa ở người là bệnh gì? Xơ gan, viêm dạ dày, viêm tụy, ký sinh trùng đường ruột. Cặn cứng được tạo thành từ khoáng chất và muối nào? Xơ gan, sỏi thận, viêm dạ dày, bệnh Crohn. Gan bị sẹo do gan bị tổn thương lâu ngày là bệnh gì? Xơ gan, viêm gan, bệnh Crohn, loét dạ dày. Một loại bệnh viêm ruột là gì? Sỏi thận, viêm dạ dày, bệnh Crohn, loét dạ dày. Bệnh gì gây ra sưng tĩnh mạch ở trực tràng dưới của bạn? Sỏi thận, bệnh trĩ, loét dạ dày, viêm ruột thừa. Căn bệnh mà gan của bạn bị viêm là gì? Sỏi thận, bệnh trĩ, viêm gan, viêm ruột thừa. Căn bệnh nào khiến lớp niêm mạc bên trong dạ dày của bạn bị viêm? Xơ gan, viêm dạ dày, viêm tụy, loét dạ dày. Bệnh gây vỡ lớp niêm mạc bên trong dạ dày là bệnh gì? Xơ gan, sỏi thận, bệnh Crohn, loét dạ dày. Căn bệnh mà tuyến tụy của bạn bị viêm là gì? Xơ gan, viêm tụy, bệnh Crohn, loét dạ dày. Căn bệnh mà ruột thừa của bạn bị viêm là gì? Bệnh trĩ, viêm tụy, loét dạ dày, viêm ruột thừa. Triệu chứng máu trong phân, xơ gan, sỏi thận, viêm tụy, bệnh Crohn. Triệu chứng cực kỳ ngứa quanh hậu môn, bệnh trĩ, viêm tụy, viêm gan, loét dạ dày. Triệu chứng đau đột ngột bắt đầu ở bên phải của bụng dưới, sỏi thận, viêm gan, loét dạ dày, viêm ruột thừa. Triệu chứng phát ban hoặc ngứa xung quanh trực tràng, xơ gan, sỏi thận, viêm tụy, ký sinh trùng đường ruột. Triệu chứng buồn nôn hoặc đau bụng tái phát, viêm dạ dày, viêm tụy, ký sinh trùng đường ruột, viêm ruột thừa. Triệu chứng đau bụng dữ dội, xơ gan, sỏi thận, bệnh trĩ, loét dạ dày. Triệu chứng đau bụng từ vừa đến nặng có thể lan ra sau lưng, viêm tụy, loét dạ dày, viêm ruột thừa, ký sinh trùng đường ruột. Triệu chứng đau hoặc cảm giác rát nóng khi đi tiểu, sỏi thận, bệnh Crohn, loét dạ dày, ký sinh trùng đường ruột.
Triệu chứng vàng da và tròng trắng mắt của bạn, xơ gan, sỏi thận, viêm dạ dày, viêm ruột thừa. Triệu chứng vàng da và tròng trắng mắt của bạn, viêm dạ dày, viêm gan, loét dạ dày, viêm ruột thừa. Xác định cơ quan này, miệng, cổ họng, ruột non, túi mật. Xác định cơ quan này, ruột già, cổ họng, dạ dày, tuyến tụy. Xác định cơ quan này, thực quản, gan, cổ họng, ruột già. Xác định cơ quan này, miệng, gan, dạ dày, túi mật. Xác định cơ quan này, thực quản, ruột già, dạ dày, túi mật. Xác định cơ quan này, ruột già, dạ dày, tuyến tụy, ruột non. Xác định cơ quan này, ruột thừa, miệng, gan, ruột non. Xác định cơ quan này, ruột thừa, cổ họng, tuyến tụy, ruột non. Xác định cơ quan này, ruột thừa, cổ họng, dạ dày, túi mật. Xác định cơ quan này, thực quản, ruột già, gan, túi mật.